Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của XT Mobile. Bước sang những năm 2022 thì những chiếc 11 Pro thì cũng đã được hơn 3 năm tuổi rồi. Nghe con số 3 thì có vẻ khá là lớn và khiến nhiều người băn khoăn không biết có nên lựa chọn nó ở thời điểm này nữa hay không. Thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc iPhone 11 Pro tại XT Mobile thì các bạn cũng có thể click vào link bên dưới phần mô tả của video này nhé. Và các bạn cũng đừng quên là vào ngày 18 tháng 3 tới đây, XT Mobile sẽ khai trương cửa hàng mới của mình tại 666-668 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đến mua hàng trực tiếp thì sẽ được giảm giá tới 6,3 triệu đồng khi mua iPhone hay MacBook, 5,5 triệu đồng khi mua những sản phẩm Samsung, Xiaomi và phụ kiện thì sẽ được giảm tới 71%. Chi tiết thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả của video này nhé. Trong tầm giá khoảng hơn 12 triệu đồng thì 11 Pro vẫn là một chiếc máy đáp ứng được khá nhiều yêu cầu về ngoại hình sang trọng, camera tốt hay hiệu năng mạnh mẽ và nhất là cái mác quả táo cắn dở. Và iPhone 11 đã gây ấn tượng cho chúng ta bởi kích thước vừa vặn, không quá to cũng không quá nhỏ. 6,1 inch đủ để các bạn có thể sử dụng và cầm nắm thoải mái, cộng thêm cái khung viền vắt cong mềm mại, thế nên dù các bạn có cầm lâu cũng không bị cấn tay hay là đau như kiểu những chiếc iPhone 12 hay là 13 series. Thực tế ra nếu như mà đeo ốp thì các bạn nhìn từ phía phần mặt lưng thì sẽ không thể nào nhận ra được đâu là 11 Pro hay là 12 Pro đúng không? Về khả năng hiển thị thì chiếc iPhone 11 Pro này với tấm nền OLED và độ phân giải Full HD cộng, thế nên màu sắc hay là chi tiết trên màn hình này được thể hiện khá là tốt. Độ nổi khối cao cùng với màu đen sâu cũng sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà xem phim hay là chơi game. Nhưng nếu đem so sánh với một số mẫu smartphone Android mới cùng tầm tiền thì nó vẫn sẽ có một vài những cái điểm thua thiệt về mặt thiết kế. Đó chính là cái phần màn hình tay thỏ như thế này, trong khi những chiếc máy khác thì đã có màn hình tràn viền hay là nốt ruồi, nhìn nó đẹp hơn, tinh tế hơn và tăng cái diện tích hiển thị hơn rất là nhiều so với màn hình trên 11 Pro. Tiếp theo là về tần số quét. Ở đây chúng ta sẽ chỉ có một tần số quét bình thường là 60Hz mà thôi. Trong khi những chiếc máy khác thì chúng ta sẽ có tối thiểu là tới 90Hz, thậm chí là 120Hz rồi. Nhưng với những bạn đã quen sử dụng những màn hình như thế này rồi, đặc biệt là trên những mẫu iPhone cũ hay là những sản phẩm Android giá rẻ thì chắc chắn đây cũng không phải là một vấn đề. Thêm vào đó thì cái hiệu ứng animation trên những chiếc iPhone được làm cực kỳ tốt, thế nên là những cái thao tác vuốt chạm của các bạn vẫn hết sức là mượt mà. Về phần hiệu năng thì với con chip Apple A13 Bionic ở thời điểm hiện nay thì vẫn là một con chip cực kỳ mạnh mẽ, và kết hợp với sự tối ưu đến từ iOS thì sẽ giúp các bạn có thể sử dụng tốt trong khoảng từ 3 cho đến 4 năm nữa. Với những nhu cầu sử dụng bình thường hàng ngày cơ bản thì nó vẫn đáp ứng cực kỳ tốt. Ngoài ra thì kể cả chơi game nặng như kiểu Liên Quân hay PUBG Mobile thì các bạn vẫn có thể mở max setting với chiếc máy này. Tuy nhiên là khi mà chơi lâu thì máy sẽ bị nóng lên khoảng từ 15 đến 20 phút chẳng hạn. Ngoài ra thì nó sẽ bị giảm độ sáng màn hình nữa. Còn đa nhiệm thì sao, với 4GB thì các bạn có thể thoải mái sử dụng nhé. Đừng nhìn thông số chỉ có 4GB mà đánh giá chiếc máy này, bởi vì là với mỗi một hệ điều hành khác nhau thì sẽ mang đến cho các bạn những sự tối ưu khác nhau. Thế nên là hoàn toàn yên tâm là có thể sử dụng đa nhiệm tốt với chiếc máy này. Camera thì cũng là một trong những cái điểm ấn tượng trên chiếc iPhone 11 Pro này. Mặc dù là nó không được trang bị thông số khủng cũng như là khả năng zoom lên tới là 50 hay là 100x, tuy nhiên cụm 3 camera 12 megapixel này vẫn dư sức để phục vụ các bạn trong những nhu cầu chụp hình cơ bản hàng ngày. Ngoài ra thì khả năng quay phim 4K 60fps thì vô cùng là mượt mà, chấm dung tốt, thu âm cũng ngon và quan trọng nhất là chất lượng video rất là sắc nét và rất là dễ dàng để các bạn có thể chỉnh sửa hay là hậu kỳ. Cuối cùng là về trải nghiệm pin thì với mức dung lượng pin chỉ vỏn vẹn là hơn 3000 mAh thì một con số cũng khá là khiêm tốn đúng không? Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ đáp ứng được nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày nhẹ nhàng với những tác vụ như kiểu lướt web, xem phim, Facebook, YouTube hoặc các bạn có thể chơi 2-3 trận game chẳng hạn. Còn nếu như bạn nào mà on screen liên tục thì chắc chắn là dung lượng pin này không thể nào mà kéo dài được một ngày rồi. Và với sạc nhanh 18W thì nó cũng sẽ giúp rút ngắn khoảng thời gian sạc cho các bạn khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ để các bạn có thể sạc đầy được viên pin này. Nói tóm gọn lại thì trong tầm giá khoảng hơn 12 triệu đồng, nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc máy có thương hiệu, thiết kế sang trọng, đẹp mắt và đặc biệt là hiệu năng ổn sử dụng cho khoảng từ 3 đến 4 năm nữa thì 11 Pro là một sự lựa chọn không thể hợp lý hơn đúng không? Và các bạn thấy sao về chiếc máy này thì cũng để lại kiến thức phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!